风声。 Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical thing define what's within. Oh, I've been there before, but that life's a fool, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. But everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you. Chúc mừng Sĩ Tuệ. Xin cảm ơn nhạc sĩ piano Lý Huỳnh Long đã hỗ trợ cho phần trình diễn này. Xin mời Sĩ Tuệ về phía này để chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ chị Ngọc Khuê. Các bạn nghĩ sao ạ? Có hay không ạ? Vâng. Chị Ngọc Khuê rất là thích phần biểu diễn của em. Ngày hôm nay em đã xử lý được phần cái quãng trên của em rất là ổn. Em là một học viên rất thông minh. Ngày hôm qua trong những giờ học thì chị có chỉ cho em một đôi chút và em đã làm được điều đó. Và chị nghĩ rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì chị Ngọc Khuê sẽ đào tạo miễn phí bạn Sĩ Tuệ. Xin cảm ơn chị Ngọc Khuê. Và chị Ngọc Khuê đã dành rất nhiều lời khen cho Sĩ Tuệ. Vậy thì anh Alex thì sao? Ok Tuệ, trong tiết mục của em có một cái khúc mà anh thấy rất là thích cười. Cái phần kết em đang hát feel head voice. Xong rồi khán giả bắt đầu vỗ tay. Xong em nhìn lên. Đi tiếp. Ok, tập trung em. Alicia Keys. Oh my god, anh rất hâm mộ ca sĩ Alicia Keys. Vì sao? Mỗi lần Alicia Keys có ca khúc hát là về tâm hồn. It's all about soul. Và anh biết cái bài nhạc này, cái bài hát, bài nhạc của Alicia Keys rất là khó. Và hôm nay anh thấy là em đã làm tốt nhất khả năng của em để hát bài này. Your feels, lúc mà em lên head voice, it's cool. It gives you, nó cho em, nó tạo một cái phong cách khác với những thí sinh khác, thí sinh trong Học viện Ngôi Sao. Anh chỉ muốn là lúc mà em, mỗi lần em lên diễn, em thực sự nghe cái bài nhạc nên nó thấm vô em. Because I think, anh nghĩ là mỗi lần em, nếu mà em làm được cái đó thì tiết mục của em sẽ trọn vẹn hơn nữa. Ok? Good job, xin cảm ơn những lời nhận xét của nhóm chuyên gia. Xin chúc mừng Sĩ Tuệ. Thầm hy vọng rằng bạn sẽ có một kết quả học tập thật tốt trong tuần này để bạn có thể biểu diễn vào buổi tối mai.